Xuân và Ngọc Ân Huy có một cái bài hát là liên khúc opening cho chương trình Xuân lần này. Đó là hai ca khúc rất là dễ thương, Cánh Bướm Vườn Xuân và Xuân Yêu Thương. Ngọc Ân Huy cũng rất là vui, tại Email and Chit thì Ngọc Ân Huy đã từng hát với những nam ca sĩ trong trung tâm Asia. Và đây là lần đầu tiên mà được hát chung với một nữ ca sĩ rất là quen thuộc và khuôn mặt rất là đẹp với Asia. Thì hôm nay rất là vui bởi vì đây là lần đầu tiên mà hai người kết hợp với nhau và rất là lo lắng trước show, nhưng mà khi mà đã quay xong thì cảm thấy rất là vui và excited. Và hy vọng là quý vị sẽ yêu thích ca khúc với sự phối hợp rất là mới lạ giữa Hà Thanh Xuân và Ngọc Anh Việt. Bye! Happy New Year! Cánh bướm xinh xinh vui bên hoa, hương hoa bên anh đưa xa xa, sắc thơm cánh bướm không phai pha, hoa thêm xinh tươi như câu ca, không gian như lắng trong bao la. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò. Mình tâm là Huyền Phi Tuyển vừa mới hoàn thành bài hát của mình, một bài hát xuân trong những bài hát rất là đặc biệt của năm nay. Và kỳ này quý vị sẽ rất là, tâm nghĩ rất là hài lòng bởi vì những bài nhạc xuân được làm hòa âm một cách rất là mới lạ và vui, phong tuyển, hay lắm, đúng phải rồi. Không? Những cái bài nhạc xuân tuy có những cái tiết tấu buồn khi bắt đầu nhưng mà lúc nào cũng có cảm thấy như nó có một cái vẻ hy vọng và niềm vui. Cho nên sẽ rất là đặc biệt. Kỳ này Huỳnh Phi Tuyển phải nói là càng ngày anh chàng hát càng tự tin hơn và hay hơn và diễn cũng mùi hơn quý vị. Cái này là Phi Tuyển phải cảm ơn Văn Tâm. Bởi vì còn nói thật ra quý vị, được trình diễn chung với Văn Tâm là một người rất là, nói chung là không phải rất là strict, nói chung là rất là khó, mà một người thầy rất là khó. Cho nên là khi mà lên sân khấu là lạng quạng là bằng một chút xíu là Văn Tâm sẽ đánh chết. Giận không cho ôm, giận không cho ôm. Trên sân khấu thì trước mặt quý vị mình phải nói Tâm hiền thôi, đâu có đánh đâu, giận không cho ôm. Một lần nữa thì Tâm mong rằng quý vị sẽ đón chờ cuốn xuân tới của trung tâm Điện Sa. Và trong đó mong là quý vị sẽ thương mến và ủng hộ Huỳnh Phi Tuyển cũng như là Văn Tâm. Xin gửi lời kính chúc đến tất cả các quý vị khắp nơi xa gần. Năm mới thật an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý. Cái này đang tập. Hai nên cố gắng để mà hoàn thành tốt cái ca khúc của mình. Mà đây là lần đầu tiên mà Nhật Lâm và Trúc My được được song ca với nhau, cũng rất là vui. Anh em rất là ân ý. Nói chung là có những cái gì mà cần trao đổi là hai anh em rất là vui vẻ. Và đây cũng là cái bài hát đầu tiên mà Trúc My hát mà nó có tiết tấu đó. Thành thử ra lúc đầu mà cầm cái bài hát tiết tấu, Trúc My thấy sợ, dễ sợ. Mà đối với Trúc My thì từ nào giờ Trúc My thì chỉ có hát cái sở trường Trúc My là nhạc buồn thôi. Tự nhiên bây giờ nhận được bài tiết tấu nó hơi nhanh chút xíu thì hơi lúng túng chút xíu nhưng mà không sao. Lúng túng nhưng mà bây giờ rất là ăn ý, rồi rất là hay. Thì bài hát rất là hai đứa rất là hài lòng. Rồi pháo nổ khai xuân, mình dỗi hờn xa xăm. Khi đường chân dắt diều người đi hai lòng đầu năm. Tôi rất là hân hạnh được hát chung với chị Ngọc Huyền. Tại vì chị Ngọc Huyền ngày xưa hát cải lương là khi mà đang ngủ còn trẻ lắm, đã mê tiếng hát của chị rồi. Và hôm nay thì được hân hạnh hát song ca cùng chị một ca khúc về mùa xuân. Nhưng mà xuân có lính, cho nên hôm nay đang ngủ mặc bộ đồ lính. Tại vì lính thì lúc nào cũng xa quê hương, xa nhà, lặn lội rừng sâu, không có biết mùa xuân là như thế nào. Nhưng mà chỉ nhìn những cành mai nở, những cành mai vàng thì mới biết là mùa xuân đã về. Quý vị thì Ngọc Huyền được biết là đang ngủ từ bên Úc bay sang đây với cả cái tấm lòng là những lời hát và giọng hát thì rất là đặc biệt quý vị. Và hy vọng rằng là Đăng Vũ sẽ cộng tác lâu dài với trung tâm ASA và giọng hát của Đăng Vũ sẽ được khán giả chấp nhận. Còn riêng Ngọc Huyền thì những cái dịp đầu xuân mới thì Ngọc Huyền gửi đến tất cả những quý vị khán giả lời chúc mừng xuân hạnh phúc, an khang.
an và thịnh vượng. Thì nói chung thì Tết nào cũng vui nhá. Cũng là Tết. Nhưng mà bây giờ hết rồi, không được lì xì nữa. Còn quần áo mới thì phải tự mua nhá. Thế thôi. Hương đèn trôi theo muôn hương, biết bây giờ em lạc bước về đâu. Anh ơi, mỗi khi xuân về làm hồng môi em. Đăng Tiêu Vân sẽ hát trước, xong rồi Diễm ra Diễm hát thêm bài nữa. Spot to be là song ca, nhưng mà rốt cuộc nhạc đổi lại lại không được song ca, thì là mỗi người hát bài. Xuân về chim hót ca, nhân dịp xuân về thôi thì Nguyên Khang cũng đại diện cho Diệp Liên xin chúc đến tất cả quý vị của chúng ta bay ra khắp nơi trên thế giới có một mùa xuân thật là nhiều hạnh phúc, thật là nhiều sức khỏe và nhiều bình an trong tâm hồn. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Diệp Liên, Nguyên Khang nói riêng cũng như là các anh chị em nghệ sĩ của chúng ta bay ra nói chung. Cảm ơn quý vị rất nhiều. À thưa quý vị, đứng cạnh Nguyễn Hồng Nhung là anh Sĩ Đan. Cho nên hồi xưa là lập nhạc chúng Nguyễn Hồng Nhung, bây giờ hát chung. Đấy là vinh dự của em. Tại vì là thưa với quý vị là anh đang, như quý vị đã biết rồi thì là anh đang hiểu rõ về giọng hát của Nhung. Và anh đang đã hòa âm cho Nhung rất nhiều bài hát mà quý vị thương mến. Nhưng mà bây giờ mà được hát với cái người hòa âm cho mình và được hát với nhạc sĩ và ca sĩ luôn, vì anh đang là một người hát rất là hay và bây giờ lại còn được trình diễn với anh ấy nữa, thì đấy là một điều mà Nhung rất là mơ ước. Vì vậy cho nên là yes, go. Cầm tay cùng bước dáng em yêu kiều, bờ môi hàm tiêu hé nở chiếc hôn đầu tiên. Xin được gửi lời chào quý vị khán giả của Trung tâm Asia thân mến. Lần này trong cuốn Xuân thì Đoàn Phi và Cát Linh một lần nữa lại hợp tác với nhau trong một ca khúc, một liên khúc mùa xuân. Đây là lần đầu tiên mà quý vị sẽ có cơ hội để nhìn thấy Cát Linh dancing. Wow, first time, lần đầu tiên. Yeah, she's really cute and Cát Linh, Đoàn Phi thấy là Cát Linh đã cố gắng rất là nhiều, cho nên là quý vị nếu mà là khán giả, là fan của Cát Linh hoặc là Đoàn Phi, xin quý vị ủng hộ và đặc biệt là Cát Linh, bởi vì Cát Linh đã tập rất là nhiều. Vì lần đầu tiên nhảy em có mệt không? Cũng hơi mệt. Lúc trước thì Cát Linh quen múa hơi nhiều, nhưng mà bây giờ thì lần này thì có choreography, cũng phải bỏ ra rất là nhiều thời gian tập thiệt là kỹ. Mong là quý vị sẽ ủng hộ Cát Linh. Nếu mà lần sau mà Asia có cho em hát với anh nữa, em có dám hát không? I love singing with Phi, honestly. Thank you. So xin quý vị xem và ủng hộ cho Đoàn Phi, Cát Linh và cũng như Trung tâm Asia. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. We probably have about 4 or 5 people standing. Thì sẽ có chị Phương Hồng Quế song ca chung với lại Đặng Thế Luân sẽ bước lên ở khoảng chín nửa bước lên.